Sáng 14 tháng 7, cùng với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức tổng kết năm học 2019-2020, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến dự và trao học bổng tại trường tiểu học Mỹ Đông. Trong năm học 2019-2020 vừa qua, trường tiểu học Mỹ Đông đã khắc phục khó khăn, ra sức thi đua dạy tốt học tốt, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác dạy và học. Trong năm học qua, toàn trường có 541 học sinh với 18 lớp thuộc 5 khối học. Kết thúc năm học, toàn trường có 175 học sinh xếp loại học tập và rèn luyện giỏi, đạt trên 32%, 520 học sinh lên lớp thẳng đạt tỷ lệ 96%, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Song song với công tác dạy học, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa với các nội dung phong phú đa dạng, tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh trang bị thêm những kiến thức từ thực tiễn xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2019-2020, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Phan Rang Tháp Chàm.